Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng đều trải qua tuổi học trò, cũng là thời gian đẹp nhất khi cắp sách tới trường. Cũng bởi ký ức đẹp và lưu giữ nhiều kỷ niệm ấy mà khi mỗi người khi xa mái trường vẫn luôn hoài niệm về quá khứ, về bạn bè, thầy cô. Có nhiều cách để lưu giữ những ký ức đẹp tuổi học trò, đó có thể là những trang lưu bút, những bức ảnh và cả những ngày hội trường sau nhiều năm xa cách. Sau 30 năm, 500 học sinh khóa K26 1987-1990 mới có ngày đoàn tụ đông đủ tại trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Với họ, đây là thời gian quý báu bởi được gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ sau nhiều năm xa cách. Những cái nắm tay ân cần, những nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc, tất cả như được sống lại tuổi học trò ngày nào. Tự nhiên những cái cảm xúc ngày xưa nó ùa về ấy. Cảm giác mình như là một cái cậu học trò rất là nhỏ rời trường cấp 2 lên trường cấp 3. Đấy, và sau đấy thì là nói chung là rất là khó là diễn tả cái xúc cảm của mình tại thời điểm đấy ấy. Tôi thì rất là vui, rất là được gặp các bạn bè với bao nhiêu là kỷ niệm từ cái thời học trò áo trắng. Thì điều đó cho chúng tôi rất là nhiều cái cảm xúc về những cái thời, một thời phấn đấu, một thời đã qua. Từ khi rời ghế nhà trường, mỗi người đã có những con đường riêng, một công việc khác nhau. Người làm cán bộ, người làm công chức cơ quan đảng, nhà nước, người làm trong lực lượng vũ trang, người làm giáo viên, người làm bác sĩ, kinh doanh. Hội khóa cũng là dịp để họ gặp lại bạn cũ, kết nối, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cái việc mà tổ chức hội khóa như này thì là cái điều rất tốt để kết nối cho các bạn cùng nhau, đặc biệt về lại thăm lại cái trường xưa, được gặp các thầy cô cũ và thầy cô mới hiện tại, và được giao lưu với các bạn và để được cùng nhau hiểu về nhau và tạo những cái việc trong cái cuộc sống. Hiện nay là do có cái mạng xã hội, chính vì vậy cho nên là các bạn thống nhất là trong ban tổ chức thống nhất là tổ chức mở một cái trang fanpage, và từ cái trang hội, và trong cái trang hội đó và đề nghị tất cả các cái ban liên lạc add các bạn thành viên vào, thì rất là vui. Đó là chỉ sau khoảng độ 2 tháng thì về cơ bản ấy là đến 70-80% cái danh sách học khóa các bạn cùng khóa đều đã tham gia vào hội, và khi mà đã có cái nhóm hội đó rồi thì gần như cái sự hội tụ lại nó cũng không phải là quá nhiều khó khăn. Những món quà mà các thế hệ học sinh gửi tặng cho trường cũ, thầy cô giáo cũ cũng là tấm lòng, sự biết ơn, tri ân đến những người đã dìu dắt, dạy dỗ. Những tình cảm chân quý ấy có gì đo đếm được, có điều gì chân quý hơn? Được gặp tất cả các em ở khóa 26 của nhà trường Trung học Phổ thông Đan Phượng thì chúng tôi đầu tiên, có cảm xúc đầu tiên là rất vui mừng, phấn khởi. Thấy các em tức là có một cái năng lượng rất là mạnh mẽ. Đấy, nhìn các em trưởng thành sau 30 năm thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi là những người đã góp phần cho các em trưởng thành. Sau 30 năm thì các em rất trưởng thành ở trên rất nhiều lĩnh vực. Thế, có những lĩnh vực các em làm về kinh tế, có những em làm về quản lý, có những em ở trên lĩnh vực chính trị, nhưng mà đều là rất trưởng thành. Và cái điều mà chúng tôi mong mỏi tức là những em đó trở thành những người tài năng và có đạo đức để phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đất nước. Khi trưởng thành, con người ta mới thấu, mới trân quý những phút giây quý giá của tuổi trẻ nơi mái trường thuở nào. Dù cuộc sống không có nhiều giây phút đoàn tụ, nhưng những ký ức của tuổi học trò sẽ mãi ở trong mỗi thế hệ học sinh.